1. Phải đoạn trừ tâm dâm. Kinh văn: A Nan, vì sao thu nhiếp tâm niệm Như Lai gọi là giới? Nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục thì sẽ không bị tương tục trong sinh tử. Giảng giải: A Nan, vì sao thu nhiếp tâm niệm Như Lai gọi là giới? Bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông. Nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục, lục đạo tức sáu cõi giới, cõi trời, cõi người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và chúng sinh trong địa ngục, nếu các chúng sinh ấy không có niệm tưởng dâm dục thì họ sẽ không bị tương tục trong sinh tử, họ sẽ cắt đứt được sinh tử. Kinh văn: Ông tu tam muội cốt là để thoát khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm không thể ra khỏi trần lao được. Giảng giải: Đức Phật nói với A Nan, ông tu tam muội cốt là để thoát khỏi trần lao, ông muốn thoát khỏi sinh tử, nếu không trừ lòng dâm không thể ra khỏi trần lao được. Nếu ông không cắt đứt lòng ham muốn ái dục thì sẽ không thể nào ra khỏi trần lao phiền não thế gian, vì chính niệm tưởng ái dục là nhiễm ô, chính nó là trần lao phiền não. Không nói là dự phần vào hành vi dâm dục, chỉ một ý tưởng này hiện tiền là nhiễm ô rồi. Nếu quý vị không từ bỏ tâm dâm dục thì hoàn toàn không có lý do gì để hy vọng giác ngộ và thành Phật. Một bên vẫn giữ tâm dâm dục và một đằng mong thành tựu giác ngộ là thứ suy nghĩ đần độn nhất. Có người nghĩ rằng phương pháp đó khó truyền dạy được. Thậm chí dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngay bây giờ thị hiện trên thế gian, Ngài cũng không có cách nào đưa những người như vậy đến chỗ giác ngộ. Những người như vậy là thuộc hạng chậm lục nhất. Kinh văn: Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm dâm, chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. Giảng giải: Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm dâm, chắc lạc vào ma đạo. Quý vị có thể có trí, và khi quý vị ngồi thiền, quý vị có thể cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng và cảm thấy rất tự tại, có nghĩa là quý vị có thể nhập vào thiền định. Thế là quý vị cho rằng mình có trí huệ chăng? Nếu quý vị không dứt trừ tâm dâm, cuối cùng quý vị sẽ thành ma. Hạng trên thành ma vương trong cõi trời lục dục, hạng giữa thành ma dân, thành loại ma bình thường, hạng dưới thành ma nữ, chúng rất xinh đẹp nhưng rất ác độc. Những người có trí huệ nên cẩn thận, những người thông minh nên lưu ý đoạn kinh này, đừng để cho thông minh rốt cuộc trở lại làm hại chính mình. Đừng có thái độ anh không biết nhưng tôi biết, anh không rõ nhưng tôi rõ. Đó chỉ là thứ thông minh lặt vặt, hiểu biết tầm thường. Đừng để cho tương lai đầy hứa hẹn của mình phải bị tàn hoại. Kinh văn: Các loài ma kia cũng có đồ chúng, đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. Giảng giải: Những người này với một ít tri thức, không cắt đứt đi tâm dâm dục, lại luôn luôn nói về ái dục. Tôi yêu anh và anh yêu tôi, và họ yêu qua yêu lại cho đến khi thành ma. Thế điều gì xảy ra? Các loài ma kia cũng có đồ chúng, đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. Chúng nó cũng vậy, cũng có đệ tử và người ủng hộ. Chúng hoàn toàn chẳng xấu hổ, luôn luôn lớn tiếng tuyên bố rằng mình đã thành đạo tối thượng. Ta là Phật, chúng ta đều là vô thượng và chẳng có ai sánh bằng. Vốn những kẻ như vậy là ma, nhưng họ chẳng thừa nhận điều ấy, họ tuyên bố thay thế cho chư Phật. Quý vị thấy vẫn có chư Phật giả, nhưng chúng không thấy chính họ là giả. Chúng thấy mình là thật, họ tin rằng trên trời dưới đất
chỉ có mình ta là tôn quý. Kinh văn: sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân này náo loạn trong thế gian. Chúng gây nhiều việc tham dâm, xưng là thiện tri thức, khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác ngộ. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, khi Như Lai còn đang tại thế, loại ma này không dám tự phô bày. Nhưng sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân này náo loạn trong thế gian. Đó chính là thời đại của chúng ta đang được đề cập trong kinh. Khi giáo pháp sắp tàn hoại, sẽ có rất nhiều loại ma này chung quanh. Chúng đi khắp nơi rao giảng về tham dục, và chính chúng say sưa trong dâm dục, hoặc là đàn ông, hoặc là phụ nữ. Cùng lúc đó, chúng nghĩ rằng mình đã giác ngộ và đã thành Phật. Làm thế nào để tôi có thể nhận ra những người như thế này? Họ nói họ đã thành Phật, tôi không còn để ý đến tên của họ. Anh ta nói anh là Phật, tôi nói anh là ma. Anh ta hỏi lại, ai là ma? Tôi đáp, anh là ma. Tại sao tôi biết được? Vì anh ta giống như những điều tôi vừa mô tả trên. Anh ta luôn luôn nói về cảm xúc và tình yêu. Tình yêu, tình yêu, tôi yêu mọi người. Thật là xấu hổ, ông có quyền gì khi yêu mọi người? Những loại ma này, chúng gây nhiều việc tham dâm. Chúng rất dữ dội trong thế gian. Những người mê mờ sẽ bị dính mắc với chúng. Họ cho rằng những gì chúng nói đều là có lý. Đặc biệt, nó sẽ đồng ý với cách suy nghĩ của giới thanh niên. Nói như thế này, những người cùng có cảm giác tàn bạo thường đến với nhau. Chúng thường khen ngợi nhau khi đọa lạc vào con đường này. Nếu chúng không tán thành ý kiến của ai, thì chúng sẽ không làm như vậy. Nếu đường lối của người kia không phù hợp, thì chúng sẽ không cộng tác với nhau. Nhưng nếu suy nghĩ của chúng giống nhau, thế là kẻ đuôi dẫn người mù. Thật là đáng thương. Ở đây tôi không quở mắng ai, nhưng nếu một người mê mờ truyền dạy sự mê lầm cho người khác, khi mọi điều được nói và làm thì chẳng có ai hiểu được. Thầy đọa vào địa ngục, trò cũng phải vào theo. Thầy cũng rơi vào địa ngục, và khi đệ tử cũng hiện ra trong đó, thầy ngạc nhiên hỏi, sao trò cũng đến đây? Đây là nơi rất khủng khiếp. Đệ tử trả lời, thầy đã đến đây trước, và thầy là thầy của chúng tôi, dĩ nhiên là chúng tôi phải theo thầy. Xưng là thiện tri thức. Chúng khoa trương, tôi giảng dạy nhiều nơi cho rất nhiều người. Thật lố bịch, khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác ngộ. Chúng khiến cho những ai liên hệ với chúng đều rơi vào hầm hố ái dục, khiến họ bị mất tâm bồ đề và kết thúc đời mình trong địa ngục. Kinh văn: ông dạy người đời tu tam ma địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Đó là lời dạy bảo thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. Giảng giải: ma dương cổ xúy yêu đương. Sự khác nhau giữa ma dương và giáo pháp của Bồ Tát thì rất mỏng manh, giống như úp ngửa bàn tay. Khác nhau như thế nào? Bồ Tát cũng thương yêu mọi người, nhưng tình yêu của họ là lòng từ bi che chở, tránh xa tham dục. Nhưng có một luồng ái dục chạy qua mọi điều mà ma dương nói. Ma dương công khai tán thành tham dục, đến mức nó nói rằng càng tham đắm tham dục càng cao thì càng mau đạt đến chứng ngộ. Loại tà thuyết này hãm hại mọi người. Bồ Tát thì không còn tham dục, các ngài không có khác biệt gì giữa chúng sinh và các ngài. Ma dương có động cơ riêng của chúng, nó tham lam của cải. Bồ Tát không có động cơ nào đằng sau và không tham lam. Liên quan đến điều này là giáo pháp nói về 12 nhân duyên của Đức Phật. Ông dạy người đời tu tam ma địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Dạy họ trừ bỏ niệm tưởng dâm dục. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. Đây là phương pháp giáo hóa
mà các Đức Phật Như Lai đã vận dụng. Đây là sự quyết định của các Đức Phật trong đời quá khứ. Đây là lời giáo huấn rõ ràng, chỉ dạy cho mọi người làm thế nào để đạt được tâm thanh tịnh. Mọi người phải trừ tâm dâm dục, không có một chút du di nào cả. Không thể nói rằng vừa có thể dâm dục, vừa có thể không. Mọi người phải trừ bỏ nó. Nếu quý vị muốn đạt đến giác ngộ mà vẫn còn giữ niệm tưởng dâm dục, thì chắc chắn quý vị là đồ đệ của ma. Kinh văn: Thế nên A Nan, nếu không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành cơm, trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng. Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. Giảng giải: Quý vị thấy, bây giờ Đức Phật nêu lên một thí dụ. Ngài bảo A Nan: Ông chưa tin điều này nên Như Lai sẽ giải thích cho ông. Thế nên A Nan, nếu không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành cơm. Nếu mình không nghiêm khắc với ái dục mà vẫn tu tập thiền định hàng ngày, thì một mặt tu tập, mặt kia vẫn bị rỉ chảy, lậu hoặc. Mọi thứ mình có được trong công phu tu tập sẽ bị thất thoát gấp 10 lần do lậu hoặc. Nếu mình tu gấp 10 lần thì sẽ thất thoát nhiều gấp trăm lần do lậu hoặc. Nếu không thể trừ bỏ ái dục mà vẫn ngồi thiền với lòng mong mỏi được giác ngộ, với mục đích có được một niềm vui điên đảo, điều này cũng giống như nấu cát mà mong được thành cơm. Trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng, chỉ là vô ích. Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. Quý vị mong được giác ngộ mà không chịu từ bỏ tham dục, điều ấy cũng giống như nấu cát mà mong thành cơm. Chẳng có gì để nói thêm ở đây. Nếu quý vị nghiêm khắc với tham dục, thì dù quý vị có cùng với những đối tượng tình dục suốt ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Sẽ chẳng có gì dâm dục, chẳng có tướng nam, tướng nữ, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Có người không biết xấu hổ còn nói: Đó là cách sống của tôi. Chỉ nói đó là lối sống của quý vị thôi chưa đủ, chưa có bằng chứng. Làm sao quý vị biết đó là cách sống của mình? Nếu quý vị sống theo cách đó, thì cơ bản là quý vị sẽ không biết mình là ai. Không lẽ quý vị cho rằng mình không có ý tưởng dâm dục nào? Nếu không, đơn giản là không. Khỏi cần đi quanh quảng cáo về chuyện đó, chỉ cần thể hiện rằng quý vị thực không sống theo cách đó. Nếu quý vị thực sự không có tham dục thì nhãn kiến sắc nội vô hữu, nhĩ văn trần tâm bất tri. Bất luận tai có nghe được âm thanh dễ chịu nào, tâm ý bạn cũng chẳng bận lòng. Thế là quý vị đã có được chút ít hành trang với mình rồi. Và nếu quý vị có thể đạt đến mức độ đi đứng nằm ngồi với người nào đó là đối tượng dâm dục mà không xảy ra một vấn đề nào cả, không khởi lên bất kỳ niệm tưởng tình dục nào mới đáng kể. Không thể nói rằng tâm vẫn truy đuổi ái dục mà mình nghiến răng và nói cứng rắn, ta vẫn chịu đựng được. Điều ấy chưa được. Phải chắc thật là trong tâm không có một niệm tưởng dâm dục sinh khởi, tâm phải bất động. Đó mới thực là không còn một dấu tích dâm dục nào trong tâm mình. Đó mới là chân chính. Nếu thỉnh thoảng quý vị vẫn còn biết người phụ nữ ăn thứ gì, thì quý vị vẫn bị đánh trượt như thường. Một hôm có người được giác ngộ và tìm đến một vị thầy để cầu xin ấn chứng. Vị thầy hỏi: Ông khai ngộ được điều gì? Người ấy đáp: Ồ, trước đây tôi không bao giờ nhận ra được, nhưng nay tôi biết rõ tỷ khưu ni là phụ nữ. Bằng Phật nhãn, vị thầy thấy quả thực người kia đã chứng ngộ. Thầy nói để ấn chứng. Ông nói đúng. Quý vị sẽ bảo: Ai chẳng biết điều đó? Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị không thể nào nói được như vậy. Vì vị tăng đó là người đã chứng ngộ nên phát ra cái thấy như vậy. Đây là điều mà quý vị không thể nào dối gạt mọi người, đặc biệt là do thầy của anh ta đã có được Phật nhãn.
thầy nhìn vị tăng và thấy vị tăng đã chứng sơ quả A La Hán. Kinh văn: ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi được. Còn đường nào để tu chứng niết bàn của Như Lai? Giảng giải: Đức Phật nói với A Nan, việc ông ưa thích con gái của Ma Đăng già không chỉ liên quan đến niệm tưởng dâm dục, mà còn do căn gốc dâm dục của ông. Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Dù ông có chứng được phần tinh yếu của đạo lý vi diệu thì ông vẫn chưa trừ bỏ được gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi được. Trong tương lai, ông chắc sẽ rơi vào địa ngục. Tam đồ là những cõi giới của loài súc sanh, quỷ đói và địa ngục. Ông chắc sẽ dính líu với ba cõi này và không thể nào thoát ra khỏi được. Còn đường nào để tu chứng niết bàn của Như Lai? Trong những cõi giới này, đường nào dẫn ông đến các quả vị? Kinh văn: ác phải khiến cho thân tâm đều đoạn trừ hết căn dâm, tánh đoạn cũng trừ, mới mong chứng quả bồ đề của chư Phật. Giảng giải: ác phải khiến cho thân tâm đều đoạn trừ hết căn dâm. Ông nhất định phải trừ bỏ mọi niệm tưởng dâm dục, dù nhỏ nhặt và vi tế nhất. Điều ấy có nghĩa là chính vô minh phải được dứt sạch, phải được thực hiện bằng cả thân và tâm. Tánh đoạn cũng trừ, ngay cả ý niệm dứt trừ vô minh cũng phải dứt sạch, mới mong chứng quả bồ đề của chư Phật. Kinh văn: như lời Như Lai nói đây chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời Ma Ba Tuần nói. Giảng giải: như lời Như Lai nói đây chính là lời chư Phật đã nói. Đây là cách thức chư Phật giảng nói Phật Pháp. Nếu không phải như vậy, tức là lời Ma Ba Tuần nói, là cách nói của Ma Vương. Ba Tuần, tiếng Sanskrit là Papiyan, có nghĩa là người ác, chỉ cho Mara, tức Ma Vương. Những ai đến nghe giảng kinh chắc chắn phải là người có thể thấy được. Người mù không thể đến nghe kinh, người bị điếc và người câm nọng cũng vậy. Người càng đến nghe giảng kinh sẽ càng trở nên thông minh lanh lợi hơn. Mọi người nên mở ra con mắt huệ chân thật và thực sự xoay nhĩ căn trở vào tự tánh của mình, đừng mong tìm cầu bên ngoài. Ha ha ha, 问什么的说呵